Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tại Đà Nẵng, cơn bão mang tên COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp du lịch điêu đứng. Trong đó, dịch vụ lưu trú đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề. Một khách sạn 3 sao khang trang nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà. Từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7 đến nay, khách sạn luôn trong tình trạng trống phòng. Đến nay, cơ sở lưu trú này đã cho nghỉ toàn bộ từ quản lý đến nhân viên, chỉ giữ lại một nhân viên kiêm tất cả các nhiệm vụ, bảo vệ, bảo trì, phòng chống cháy nổ. Đây cũng là tình trạng chung của không ít cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố từ sau dịch COVID-19. Theo thống kê, hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 500 cơ sở lưu trú, chiếm hơn 1/2 tổng cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương đã quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà tâm lý khách vẫn còn e dè, du lịch lại bước vào mùa thấp điểm, việc mở cửa trở lại khiến các cơ sở lưu trú gánh gồng nhiều áp lực về cân đối thu chi. Dù vậy, để chung tay vực dậy ngành du lịch, nhiều đơn vị vẫn nỗ lực tái khởi động với cam kết về chất lượng dịch vụ lẫn yêu cầu về phòng chống dịch. Basically, we have a few precautions being set. Từ trước thời gian dịch cho đến hiện tại thì khách sạn là luôn luôn là đảm bảo thực hiện đúng các cái chính sách để phòng chống dịch. Đối với nhân viên thì luôn luôn đảm bảo là nhân viên là phải luôn có mang khẩu trang và luôn luôn phải sát khuẩn và rửa tay thường xuyên. Đối với khách thì cũng như thế, là phải khuyến khích khách là phải luôn đeo khẩu trang, và nếu mà khách không có khẩu trang thì khách sạn sẽ cung cấp khẩu trang miễn phí, và khi check-in thì luôn luôn là làm thủ tục tại khai y tế. Khách sạn cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành nếu phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm. Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ du khách, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã cử các đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, đồng thời tích cực nghiên cứu các sản phẩm du lịch mới phù hợp, tăng cường khai thác dòng khách MICE dịp cuối năm, cũng như thúc đẩy cụ thể hóa cam kết của các liên minh du lịch liên vùng, liên địa phương để kích cầu nguồn khách nội địa đến với thành phố. Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch và Hiệp hội du lịch các địa phương phối hợp chặt chẽ trong cái việc xây dựng các cái gói sản phẩm, đặc biệt là trong cái thời điểm hậu Covid đưa ra để mà tập trung khai thác cho thị trường nội địa, cũng như là chuẩn bị các cái gói sản phẩm hấp dẫn mang đặc trưng miền Trung để quảng bá tới khách nước ngoài. Tôi thì cũng rất nhiều lần muốn đến Đà Nẵng, thực ra là cũng nhiều cơ hội nhưng mà sau toàn bị hoãn. Thì kể cả vừa rồi là cái đợt tháng 7 ấy, vợ chồng cũng đã đặt cái dịch vụ du lịch ở đây. Nhưng sau là có cái dịch Covid bùng phát trở lại thì sao phải hoãn đến cái thời điểm này. Thế là cũng là vì chưa đến lần nào nên là cũng có cái nhu cầu đến để khám phá Đà Nẵng. Theo là nghe thông tin thì Đà Nẵng cũng là cái điểm du lịch mà đáng đến. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Đà Nẵng, dịch vụ lưu trú tháng 10 vừa qua tại thành phố ước đạt 100 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tháng 9. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 2.650 tỷ đồng, bằng 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Dù không thể duy trì doanh thu như năm 2019, thậm chí doanh thu chưa bằng một nửa hoặc thấp hơn, nhưng nhiều khách sạn đã chấp nhận bài toán chi phí để hoạt động và tiếp sức bền cho ngành du lịch trong nỗ lực chào đón du khách quay trở lại Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.